Sáng nay ngày 5 tháng 10, khu quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, đơn vị đã lắp được 83 bộ lưu điện đèn tín hiệu giao thông tại các trục đường thường xảy ra ùn tắc giao thông như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Chinh, Cộng Hòa, ngã tư Phú Nhuận, nút giao thông Lăng Gia Cả, nhằm đảm bảo giao thông trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện hoặc cúp điện định kỳ để sửa chữa. Sau khi có sự cố mất điện, bộ lưu điện này có thể giúp đèn tín hiệu giao thông hoạt động 8 đến 10 giờ, bảo đảm giao thông bình thường, tránh ùn tắc kẹt xe. Tương tự, Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn cho biết đã lắp đặt 18 bộ lưu điện đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên các trục đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ. Hiện đơn vị đang nghiên cứu lắp đặt thêm bộ biến điện sử dụng năng lượng mặt trời để kéo dài thời gian hoạt động đèn tín hiệu giao thông trong thời gian bị mất điện.